Chào mừng các bạn đến với khóa học bí quyết biến đất sét thành tiền. Tôi là Linh Vi, là nữ hoàng đất sét. Tôi đã tốt nghiệp các khóa học về nghệ thuật tạo hình đất sét ở Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và được đi đào tạo nâng cao tại Malaysia, Singapore với hơn 15 năm kinh nghiệm và với phương pháp tôi chia sẻ đến các bạn, các em đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Với trẻ em 3 tuổi thôi cũng có thể làm theo mô phỏng nữ hoàng đất sét. Vậy đối tượng nào phù hợp với khóa học bí quyết biến đất sét thành tiền này? Đó là các em từ 3 đến 14 tuổi, với các sinh viên tốt nghiệp sư phạm mầm non, với các giáo viên mầm non, các giáo viên cấp 1 và giáo viên trường kỹ năng. Đặc biệt đó là những bạn đam mê handmade nói chung và yêu thích nghệ thuật tạo hình đất sét nói riêng. Vậy các bạn hãy đăng ký ngay khóa học bí quyết biến đất sét thành tiền này để được nhận ưu đãi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của khóa học này nha.